khi thi công nạo vét, thông luồng cảng biển và luồng quay tàu dùng chung cho khu kinh tế Dung Quốc, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi. Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Hào Hưng Quảng Ngãi đã phát hiện một số cổ vật thuộc thời nhà Minh bị đắm dưới biển. Trong lúc sử dụng máy hút cát nạo vét luồng cảng biển tại khu kinh tế Dung Quốc, thợ lặn ghi nhận còn nhiều mảnh sứ được phát lộ ở độ sâu 12m, cách cầu cảng khoảng chừng 20m. Nhận định của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Quảng Ngãi và các chuyên gia khảo cổ học, những mảnh thu được là gốm sứ cổ có niên đại thế kỷ 16 và khả năng có tàu chở gốm sứ bị chìm tại khu vực này. Tỉnh Quảng Ngãi chỉ đạo lực lượng bộ đội biên phòng bảo vệ hiện trường, đồng thời tiến hành khảo sát, khai quật theo quy định.